Chú anh chị hôm nay đó đây Hà Tiên đến dưới chân núi Cấm nè, ở cũng trước mặt mình là cáp treo đó, đang cáp treo lên tiếp tục lên trên núi Cấm đó, chỗ Phật Di Lạc đó nghe cô chú. Rồi bên đây thì trước màn hình thì mình thấy có quầy mắm, và bên đây là quán ăn chay mặn Thanh Liêm. Rồi tiếp tục là ngang bên đường mình đó là có cái hẻm lên trên núi Cấm đó, đường lên núi Cấm đó. Đây ở đây giữ xe Thanh Phụng ha cô chú. Đường này là ở ngoài vô chỗ cổng đó, vô núi Cấm đó, cổng chánh đó, vô núi Cấm. Rồi mình sẽ đi tiếp theo nha cô chú. Đây bên đây thấy có bán đậu phộng luôn. Mây gì đó, bây giờ thì là mình chia cái gì đó. Chia cái mây với cô, cái mây á. Là cô cũng như không hiểu về tiếng Việt mình mấy. Dạ, tiếng Việt thì cô cũng hạn chế. Tại là cô là người dân tộc đó cô chú. Rồi chỉ quay xương cho cô chú thấy đậu phộng này. Sản phẩm đậu phộng của cô tự làm này ngon lắm nè. Để cho bác đỡ cô. À, trên đây bà con cho nước xuống là đặng cho nó mát. Bên đây cũng có mắm nè cô chú. Này ở dưới chân núi Cấm đường đi lên đó nghe cô chú. À, mắm cá linh, rồi mắm cá sặc, rồi mắm thì cá lóc, rồi nói chung là nhiều loại cá lắm cô chú ơi. Đây quầy bánh kẹo luôn, này có kẹo me, bây giờ ba bán me chua luôn, bánh phồng luôn. Nó bà con đang đi lên núi nhiều lắm, rồi trước mặt mình là quầy thuốc Thanh Liêm. À có cô đang ngồi đang xin tiền luôn. À, mắm nhiều quá cô ơi, cô chú mắm nhiều quá ngon lắm. Mắm tắp nữa, tắp đầu luôn nè. Quay giới thiệu sản phẩm lần nữa bà con có đi núi nè. Dạ 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 dạ. Đây dép mùng mền đồ trẻ em luôn nha cô chú. Rồi rồi cô có thể giới thiệu xương cho bà con mai mốt có đi du lịch ở đây đặng biết đặng mua đó cô. Dạ. Chưa biết phải không?
Cô, cái này sản phẩm ở khu này là của cô không đó dạ, hả con? Cô dạy lên đây này. Vậy hả? Vậy hả? Đủ thứ luôn hả? Nó cô cũng bán nhiều hàng hóa lắm, có kẹo me nữa nè cô chú ơi. Kẹo me nè cô chú, khi nào có đắng miệng thì ghé đây mua kẹo me luôn. Đây kẹo me này nữa nè. Rồi có bánh phồng rồi bánh chán. Có bánh tráng sữa luôn. Nói chung là nhiều bánh kẹo cô đều khó đó nha. Rồi bên đây hình như thấy mứt hay gì nữa nè cô chú. Này mứt hả cô? Cái đó mũ chôm. À mũ mũ chôm gì? Chôm mũ gòn hồng bé. À mũ chôm hồng bé. Cô thường cô có giao mối hơn là bánh bán lẻ đây hả cô? Ừ, khách nó đi người ta mua hả? Dạ đa số là bán lẻ ha. Rồi đó bà con mai mốt có đi ở dưới chân núi Cấm có đường đi lên đó, nghe cô chú gặp cô này nè, vô không có bao xa đâu, chừng hai ngoài mét là tới quầy của cổ là bán mắm rồi quần áo, nói chung cổ bán nhiều thứ lắm, vô đây rồi mình lựa tùy theo ý thích mình mua gì thì mua. Rồi chúc cho cô mua mai bán đất tiếp theo nha cô, rồi mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc ha, thì đi dài lên ít rồi xuống đi để quay video giới thiệu cho bà con biết ở núi Cấm mình đó có bán cái gì đặng bà con dễ mua đó cô. Nó mua thịt dừa 275 ngàn đó cô. Quả dừa có 100 đó cô. Ấy cô có bán đồ đạo không cô? Có. Dạ. Đồ đạo lên trên nè, cậu muốn quay đồ đạo lên. Dạ. Để mình lên đây mình quay đồ đạo luôn nha cô chú. Khi nào đoàn mình đó có đi giếng núi Cấm đồng đạo thì ghé đây coi những đồ nào hợp về đồng đạo đó thì mình mua để ủng hộ cô luôn. Dạ. À đồ bà ba, cái đồ bà ba mà đồ thường đó là ví dụ bao nhiêu, rồi đồ hay đặc biệt cao cấp hơn nhiêu tiền một bộ á cô? Đồ bà ba nữ hay nam? Nam. Nam ma bà ba hết rồi, còn Miruma với đồ Hán rồi đó chứ. Dạ Miruma. Miruma hả? Trăm mấy hả? 170 bộ. Dạ. Đồ bà ba. Giống như bà con người ta đi cúng lại hay đi theo đồng đạo đó có thể người ta mặc đồ. Mặc đồ mi ma luôn cũng được. Có cái nè, cái túi trên vậy là nhỏ đã ha con. Dạ đồ đó mi ma, còn đồ kia đồ dạ. Mình quay sơn cho cô chú xem nha, cái này là ở núi Cấm nè, dưới chân núi Cấm á. Này mình với bên kia là hai chủ hả cô? Chị em bán chung hả? À chị em bán chung hả? Rộng quá ha. Và cái khu này qua bên kia mình thấy cũng cỡ 30 mét, ba mấy mét đó cô chú. Rộng quá. Của thằng em nó để cho hai bà chị bán có tiền sắm diễn già đó. À vậy em tốt á, em giờ chứ. Em giờ chắc có một việc là làm khác không, khá. Không có vợ, người ta mặn có mình, bởi vì người ta mới cho chị em phải có vợ dễ gì chú ơi. Có một mình hả, rồi cho chị em chú đó được quá ha. Có làm còn một cơ sở gì cũng lâu lắm mà mới được gì nè chứ bộ. Đó cây rừng rú. Em giờ chắc chẳng có nhóc. Em hơn nữa chừng hết xăng đó nha. Lớn 5 ngàn, nhỏ 2 ngàn à. Cái me này của cô làm luôn hay là mình đếm? Thành nhà chút. Mình nhà cũng hay quá ha. À. Ý sao mà làm? Làm mình nhưng người ta có phải gì mình không biết, còn mình làm chỉ me với đường thôi. Mình bán buôn mà mình có thời gian sao mình làm cái này hay gì? Chiều mình làm. Ồ giỏi quá nè cô. Tại vì mấy người đó bỏ đó, ăn không ngon. Dạ cô làm cứng nè, cứng là nó lâu chảy nữa nè. Mấy cách đó ta chê á. À, như cái này phải của cô không, cái này dạ, sao? Cái đó này hơi khác khác nè. Dạ nhiều người ta gọi cái mềm. À, mềm. Vậy còn mình là người có răng cắt cái này chóc là nó ngon, nó dai dai, nó ngon dạ, ha. Dạ, đúng rồi. Vậy cô cũng đa hệ quá, cô chú cái này thì hơi mềm hơn nè, để cho dành cho người lớn ăn. Người
Còn cái bình đá cứng thì cứng cho mấy con trẻ trẻ nó cắn cấp cấp mà ăn. À con ngạo này cũng cái công trình cũng lâu ta cứng cũng gì là ta chứ mình không biết được. Tới đường lắm hay gì nó mới được cứng hạt me gì nè cô chú, chứ không phải mà cứng dễ đâu. Người ta chỉ mình. Dạ. Nếu cứng quá đó thì thí dụ làm ra viên không được, mà cô này làm cũng hay. Nó nguội lại là nó cứng. Mấy đứa con nít đó, nó phái mấy cái này. Dạ. Nó không chịu cái mềm. Đúng rồi. Mấy người lớn tuổi người ta đòi cái mềm. Dạ. Đặng người ta ngậm cho dễ. Ta ngậm cho dễ. Rồi cái giá là cái này nhiêu gram cơ? 20 chút. Nửa ký hay gì? 400 gram 20. Dạ. 400 gram 20 nha cô chú. Cũng được ha. Dạ, ngon đó nghe chú. Chung nghe cô nói là đứa em đó rồi tặng lại cho hai chị em nè. Mà thấy rộng quá một công trình này biết nhiều thành lập biết nhiều cực khổ mới được gì. Bốn chị em mà cái người kia không có chịu mua bán mới ra lại cái bà chị đó. Dạ. Nó đi bỏ đồ. Dạ vậy ha. Dạ. Cũng như bỏ hàng cho người ta bỏ giống hàng. Như là gì. Lần nó bán với đầu lộ chứ. Dạ. Bán với đầu lộ đó đó bây giờ nhà nó của bà gì đã muốn hư bà rồi ở bán cho bán. À, rồi chú đó bây giờ có vợ con gì không? Không, nó không. Vợ nó mới cho mình bán. Vậy ha. Vợ vậy dạ đúng rồi. Rồi, vợ quản lý rồi với dạ. Nhiều khi qua phải hỏi han phải dạ. Thống nhất nhau nhiều thứ lắm. Chị em ruột chứ nó không có vợ được, nó có vợ rồi dễ nó mặn con nó đâu có được dễ đâu. Dạ. Thôi vậy chúc cho cô có sức khỏe dồi dào và mua bán đất tiếp theo hả cô? Dạ, chú đi đoàn hay gì? Dạ, đi có mình anh đi với chú kia, đi hai anh em đi quay YouTube giới thiệu cho bà con đó. Đặng biết, đặng mai mốt đi ở núi Cấm mình nè, dưới chân nè, mua. Đóng cửa 2 năm, khổ, dạ. Giả. Mùa dịch đó ha. Dạ, dạ. Đồ như đồ đó, chú đâu có bán được. Rồi để rồi nó hư luôn rồi, hư luôn. Đó. Có nhiều muốn cho bà con rồi thì được mà mình đâu có đi cho được đâu, nhiều khi nhà ai nó ở cho không được luôn. Mình đi bỏ mấy dạ. Cái này là bỏ không có cho anh ta được. Dạ dạ. Mấy cái kia mình cho anh ta được dạ. Mấy cái này bỏ. Cũng như cho liền mới được mà lâu dạ. Quá nó hư. Lâu quá nó hư. Me thì không sao đâu cô ơi, tại vì me thấy nó mềm mềm chứ nó cũng không có bị gì. Ví dụ như người ta đặt đá me ta uống được. Dạ dạ. Người ta đặt đá me. Tại vì có ta mặn nước mắm. Tại cái đường nó chất cũng như chất bảo quản nữa là để nó không có hư, nó chỉ mềm thôi à. Dạ. Thôi vậy hả cô? Dạ. À, chúc cô vui vẻ và mua mai bán đất với gia đình sau này hạnh phúc với là quan trọng là chúc cái chú đó tặng cho hai cô cái tiệm này lớn như thế tặng, này. Tặng chứ nó cũng có thiếu nợ nhà nước cái chú à. Dạ gì hả? Mằng ra cái này tôi nói chú mua đất nó còn rẻ cái dở. Dạ. Tôi xài trong mướn tiền cẩu lại mới cưa mới mắc tiền những công nó dữ dằn. Cái xài cái mà cái xài cái nào cái nấy chú. Dạ. Với mình đâu có đâu. Dạ coi lúc trước là đất bây giờ mình làm lại là tốn là mình xây nền dạ, nè rồi mình mướn người ta nhổ cây nè dạ. Cái xài lớn lắm chú, không phải như xài nhỏ như ở quê mình đâu. Dạ. Cái xài 100 năm 70-80 tuổi. Dạ. Vô hơn chứ nhà giàu. Nhà giàu chiếc son thôi cho đi. Tôi chưa có vợ mà cho tôi đi. Năm nay hai cô chắc cũng có 70 gì hả cô? Dạ. Mấy tôi sao mấy? Dạ. Chị lớn đỡ quá ha. Dạ. Còn hai cô có coi video này thì vào đó đây Hà Tiên á gặp. Dạ. Thôi vậy đi ha hai cô. Lấy chai nước suối ra đường uống chú. Dạ. Nó cô kêu mình lấy chai nước suối theo đường uống nữa kìa. Hai chị em với lòng chân thành và tốt quá à, cô chú ơi. Mai mốt có đi lên núi Cấm lên này bên trái nghe, lên khoảng 2 mấy thước là tới quầy này mà quầy này của cô là đâu 30 mét gì đó. Để Quỳnh Hùng đó. Đó Quỳnh Hùng đó nghe cô chú. Văn Hùng đó. Dạ, Văn Hùng để mình quay bự ra cho thấy cái bản hiệu luôn nha. Đó Văn Hùng đó thân thiện lắm cô chú. Có số điện thoại dưới luôn đó. Rồi cảm ơn hai cô đã chia sẻ và tặng cho chai nước nên nè cô chú. Nhiệt tình quá ha. Nên lại đây mua ủng hộ cho hai cô này là vui lắm. Cậu ở đâu? Dạ ở cũng không xa ở Chi Tôn mình đó. Dạ. Vậy hả cô hai cô? Dạ chào hai cô. Dạ.
đẩy lên mà tính lên cái cánh này nè. Dạ. Phát quà cho mà bằng tối tiết trình công an nó mời ổng tới lưu hoài, thành ra bây giờ chứ bữa 27 này lên là ổng ở dưới cô tao ổng lên bà. Dạ. Bữa nay mấy rồi hả? Bữa nay là 12. Dạ, 27 ha. Còn nửa tháng nữa. 27 là ở Cô Tô đó cô chú. Dạ. Để có dịp mình sẽ đi đây, lại đó đặng mình thăm chú Bảy luôn. Dạ, đi Cô Tô đông lắm. Chú nhớ Cô Tô. Dạ. Dạ. Thôi đi ha. Lên là thấy ông Thí Trình là người nào nói cười thôi là cười luôn. Dạ, cũng như nói cho vui á, cho bà con khỏi buồn ngủ vui á. Dạ. Chỉ nghe chú ý tập trung. Giống như này em đi gì chứ cũng đọc thơ nè. Dạ. Đọc thơ tự cũng như suy nghĩ sáng tác đó, đặt cũng những lời tốt đẹp không à. Dạ. Lời dạy của mẹ, lời khuyên của bố rồi nên sống. Rồi nói chung là mấy bài nào hay thì mình đặt. Rồi cảm ơn hai cô. Rồi đi tiếp theo nha cô chú. À cái này như bán xèo hay gì đó. Có gạo nối là ngon lắm cô chú. Đây mình sẽ đi tiếp theo lên ngay cô chú. Đây có bán nón nè. Nón đẹp đẹp. Giày dép và quần áo luôn. Cảm ơn cô chú và các cháu đã xem video này. Nếu thấy video này cũng như bà con bán ở đường lên đường xuống ở núi Cấm thì có ý nghĩa, thì cô chú anh chị và các cháu ủng hộ bấm đăng ký để lưu video lại xem tiếp theo, ấn cái chuông cho bà con ở chân núi mua bán có niềm vui, kênh có động lực sẽ quay những video tiếp theo hay hơn. Cuối lời chúc cô chú anh chị và các cháu luôn vui khỏe hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Con cháu Thảo chào cô chú anh chị và các cháu. Mình lên khỏi trạm kiểm soát vé đã ngay cô chú. Này xe hình như gửi xe ở đây hay gì nè cô chú, nhiều lắm. Bên đó thì cô đó có bán quạt và me luôn. Rồi đi lên tiếp theo. Đây mình sẽ đi tiếp theo. Ở đây thấy có bán sầu chuỗi các loại nè, có dòng lắm và có kiến nữa. Bữa nay bà con cũng đi núi cũng hơi là lơ thơ. Nay mà
này bán cao me nhiều quá. Đây có bảng Nam Mô Di Đà Phật. Trước màn hình thấy có đũa nhiều quá. Nón luôn. Nước suối. Quẹo uống chú ơi cho 5.000 nha chú. Nào. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn dạ. À thế hiếm đang lật hẹ. À cái này có bánh xèo để làm mẫu luôn nè cô chú. Bánh xèo để hai cái làm mẫu luôn. Có rau các loại luôn, rau núi á. Có sầu nhái, salad, cải xanh luôn, rồi có đọt xài nữa. Rồi lá. Có mấy cậu chú đang mà đứng đang nghỉ quạt luôn. Trên đây bà con bán me nhiều quá, bán kẹo me. Kẹo me đó là có chút. Ở bên đây có kẹo me luôn. Chẳng có mấy đứa cháu đang mệt nghỉ dành đó đó. Đây mình đi trên đường là gần suối Thanh Long đó, ở đây có nước trên suối chảy xuống nè, nghe gáo riết tiếng kêu của nước chảy đó nghe cô chú. Bà con đang đi tham quan xong rồi đang đi xuống. Đây lên trên đây là để mình coi coi ở đây cũng thấy đẹp. Có mấy đứa cháu đang ở ngoài rồi để mình ra nhìn thử coi. Cảm ơn cô chú đã xem. Suối Thanh Long đẹp quá cô chú ơi, nước đang chảy.
trên suối chảy xuống rất đẹp nha cô chú. Trên cái hình trước cục đá mình thấy giống giống đầu Phật quá à cô chú, làm lớn không coi. Đây cô chú ở xa thì đó, ở xa thì hả Phật luôn cô chú ơi. Thật luôn. Phật này giống nữ ở bên hông có mái tóc hoàng bền đó nghe cô chú. Chảy vô huyết nghe êm tai quá à cô chú ơi. Cảm ơn cô chú và các cháu đã xem video này. Nếu thấy video này có ý nghĩa thì cô chú ủng hộ, bấm đăng ký để lưu video lại xem tiếp theo. Ấn cái chuông để cho kênh có niềm vui và động lực sẽ quay những video tiếp theo tốt hơn. Cuối lời chúc cô chú anh chị và các cháu luôn vui vẻ hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Con cháu hiếu thảo chào cô dì chú bác và các cháu.